Good morning, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Jason. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Và video ngày hôm nay Jason sẽ chia sẻ, giới thiệu với các bạn một bộ Wireless Follow Focus đến từ công ty PD Movie. Và cái model của nó là Life Air 2. Oh my god. Jason không hiểu lý do tại sao cứ mỗi lần Jason đi ra ngoài quay video là mấy con mũi nó lại bâu Jason à. Ok, thì những bạn nào đã là DP, Director of Photography, hay là những bạn nào đã quay phim chuyên nghiệp và làm việc với những cái crew lớn, những cái team lớn, Jason nghĩ là các bạn cũng đã quá quen thuộc với hai từ follow focus rồi. Thì đây là một bộ sản phẩm Wireless Follow Focus đến từ công ty PD Movie. Họ đã gửi cho Jason sản phẩm này để trải nghiệm và chia sẻ với các bạn. Ở đây Jason đang có một cái setup camera A73 của Jason cùng với lại một cái lens 50 f/1.8. Và ở trên đây Jason có gắn một cái motor focus của cái bộ sản phẩm. Ngoài ra Jason có một cái control wheel ở đây và nó là wireless. Thì cái control wheel này nó kết nối với lại cái motor ở trên đây, wireless không dây nhé. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ test xem cái độ consistent và cái khoảng cách kết nối của nó là bao xa. Các bạn đã biết thì Jason rất là thích đi quay outdoor, đi quay ngoài trời, nhưng mà chắc là do cái mùa này có nhiều muỗi và côn trùng hay sao. Thật ra những cái con này không phải là con muỗi, nó là những con côn trùng, những con mối. Hy vọng là nó không có chích. Jason sẽ gắn cái Raven Eyes này lên trên cái setup camera của Jason. Và thế là chúng ta có một bộ monitor wireless. Dây đâu rồi? Sợi dây của tôi đâu rồi? HDMI. Và setup nó lên trên đây. Bây giờ Jason sẽ set up để mà show cho các bạn thấy là trong những trường hợp nào các bạn sẽ muốn sử dụng một cái wireless follow focus. Jason biết có rất là nhiều bạn, các bạn chưa có cơ hội để mà trải nghiệm hay là làm việc với những cái thiết bị, những cái sản phẩm giống như thế này. Cho nên khi mà Jason test sản phẩm, Jason sẽ muốn chia sẻ với các bạn vào những trường hợp nào các bạn sẽ muốn sử dụng những cái thiết bị đó. Và những cái thiết bị mà Jason review có thật sự cần thiết và có thật sự đáng mua cho các bạn hay không. Hơi chói nắng nha, phải bấm quay chứ. Alright, khi mà Jason sử dụng một cái bộ wireless bắt nét bằng tay, trong những trường hợp mà Jason muốn rack focus, kiểm soát được cái khung hình của Jason, Jason sẽ chuyển nét từ chủ thể nào đến chủ thể nào. Ví dụ như trong những cái trường hợp mà ở trong khung hình của các bạn sẽ có hai chủ thể, hai nhân vật, một người đứng trước và một người đứng sau, các bạn sẽ muốn bắt focus khi mà người đó nói chuyện, và khi mà chuyển qua người phía sau lưng nói chuyện, các bạn sẽ muốn chuyển nét. Oh my god, mới có một anh cảnh sát chạy lại hỏi Jason đang làm cái gì ở đây, bởi vì nhìn tất cả những cái setup mà Jason đang có nó nhìn rất là nguy hiểm. Sau vài ngày trải nghiệm với cái bộ follow focus này thì Jason cảm giác nó rất là hợp lý cho những cái production mà các bạn phải quay, ví dụ như là MV ca nhạc hay là một cái commercial quảng cáo mà các bạn muốn đảm bảo cái shot quay của mình nó bắt nét 100%, chứ không phải là để lệ thuộc vào cái auto focus ở trên cái camera của các bạn. Về cái phần latency, cái phần chậm trễ, đa số những cái thiết bị wireless không dây như thế này nó sẽ có một cái độ chậm trễ nhất định. Việt Nam mình hay gọi là lắc á, có nghĩa là các bạn điều khiển như thế này á thì cái thiết bị trên đây nó sẽ không hoạt động ngay mà nó sẽ trễ 1/10 giây hay là 1/100 giây, rất là khó để các bạn nhận ra là nó có độ lắc ở đó. Nhưng bởi vì Jason làm cái công việc này nhiều và Jason cũng đã trải nghiệm rất là nhiều với những cái sản phẩm wireless như thế này, Jason có thể nhìn ra nó vẫn có một chút xíu lắc nhá. Về cái phần control wheel trên đây thì xoay nó rất là mịn, rất là mượt. Và để set up điểm A với điểm B, các bạn chỉ cần đơn giản xoay cái vòng ring của các bạn về một điểm A, bấm một cái, và xoay về điểm B, bấm một cái nữa. Thì ngay bây giờ cái control wheel của Jason nó sẽ khóa lại ở cái điểm B và điểm A, có nghĩa là Jason muốn xoay hơn cũng không được nữa. Ví dụ như trong cái set quay của Jason, Jason là đạo diễn, Jason sẽ muốn là chủ thể của Jason di chuyển từ điểm A đến điểm B, thì Jason sẽ set up điểm A và điểm B ở trên cái vòng focus ở trên đây. Khi mà chủ thể của Jason di chuyển từ điểm A đến điểm B đồng thời, focus assistant cũng sẽ xoay cái camera để giữ cho chủ thể của Jason lúc nào cũng ở trong nét. Thì đến cái điểm B, các bạn muốn xoay hơn cũng không được nữa. Đây là một ví dụ nha. Ok, hiện tại bây giờ trong cái setup này Jason đang đứng ở cái vị trí điểm A mà Jason sẽ muốn dừng lại, và Jason sẽ xoay cái vòng focus để cho nó bắt nét vào ở cái điểm A ngay đây. Và sau khi các bạn bấm thì cái motor, cái control wheel nó sẽ nhớ, nó sẽ lưu lại cái keyframe ngay chỗ đó, và Jason sẽ lùi về 5 bước.
hình như 6 bước rồi đó. Và Jason sẽ xoay để cho nó bắt nét vào Jason một lần nữa. Ở tại cái vị trí điểm B này, Jason sẽ bấm một lần nữa để mà set up điểm B. Bây giờ Jason sẽ tiến từ điểm B đến điểm A. Và trong lúc Jason di chuyển, Jason sẽ muốn xoay cái vòng focus này để đảm bảo là Jason lúc nào cũng ở trong nét, và cái tốc độ di chuyển của Jason phải phù hợp với lại cái tốc độ di chuyển của cái vòng focus ở trên đây. Và boom, chúng ta vừa có một cái tracking shot sử dụng một cái bộ wireless follow focus ở trên đây. Jason nghĩ là cái video review này của Jason nó sẽ phù hợp cho những bạn nào làm production lớn hay là đã có trải nghiệm sử dụng những cái thiết bị giống như thế này. Nhưng mà đồng thời Jason cũng muốn giới thiệu một cái thiết bị như thế này đến với những bạn beginner hay là những bạn mới. Bởi vì các bạn biết thêm những cái sản phẩm này thì đến khi các bạn có cơ hội làm việc với những cái team production bắt buộc phải sử dụng những cái setup như thế này á, thì các bạn cũng không phải quá bỡ ngỡ. Dành cho những bạn professional rồi thì cái bộ Life Air 2 này nó khá là chuẩn xác và nó khá là tốt. Cái khoảng cách, cái cự ly kết nối giữa cái control wheel với lại cái motor ở trên đây nó cũng khá là xa. Cái vòng xoay thì khá là mượt mà, cái cách setup của nó cũng khá là đơn giản nữa. Ở đây Jason có sẵn một cái camera rig và đây là cái motor của chúng ta. Hiện tại bây giờ Jason đang sử dụng một cái photography lens chứ không phải là một cái cinema lens. Khi mà các bạn sử dụng một cái cinema lens, ở trên những cái cinema lens đó sẽ có sẵn những cái bánh răng như thế này. Nhưng với một cái lens cho nhiếp ảnh photography thì công ty sẽ gửi những cái vòng ring như thế này, nó gọi là lens gear ring. Thì với một cái vòng bánh răng như thế này á, các bạn sẽ kẹp cái này vào đây. Khi mà các bạn gắn cái vòng này lên đây, các bạn sẽ muốn là gắn cái vòng này thật là chặt để khi mà cái motor này nó xoay cái bánh răng ở trên đây á, cái vòng nhựa này nó sẽ không bị tuột khỏi cái lens của các bạn. Cố gắng điều chỉnh nó sao cho nó ngay ngắn. Alright, tiếp theo Jason sẽ gắn cái motor này lên trên cái setup của Jason. Ở trong cái bộ sản phẩm này các bạn sẽ nhận được một cái ống 15mm và một cái lock ở ngay chỗ này để mà các bạn setup lên trên những cái camera cage. Rồi, Jason chỉ cần gắn cái này vào đây, đặt cho nó vào chính xác đúng cái vị trí của cái bánh răng. Trước khi Jason khóa cái lock ngay chỗ này lại thì Jason sẽ muốn gắn cục pin vào trước. Và tại cái chỗ này Jason muốn chơi một điểm của cái cục pin này. Đó là khi mà các bạn muốn gắn cục pin này vào đây, ở trên cái motor này nó sẽ không có một cái lock, không có một cái khóa cho cái battery, cho cái cục pin. Để gắn cục pin này vào đây thì nó rất là dễ, nhưng mà khi các bạn muốn lấy cục pin ra thì các bạn phải đảm bảo là các bạn unlock cái khóa ngay chỗ này. Và các bạn phải dùng lực để mà bóp vào cục pin, di chuyển nó như thế nào đó để mà nó ra khỏi cái mắt cài. Nó không có một cái khóa để mà các bạn dễ dàng gắn cục pin vào khóa lại, hay là khi bạn muốn lấy pin ra thì các bạn mở cái khóa đó ra thôi. Đây là một cái điểm trừ về cái phần setup cái cục pin vào trong cái motor trên đây. Thì nói chung khi mà các bạn đã sử dụng quen cái bộ sản phẩm này rồi thì cái việc lấy pin ra, lấy pin vô, các bạn đã biết cái trick thì nó cũng khá là nhanh gọn lẹ, chứ nó không có quá cồng kềnh. Sau khi mà Jason gắn cục pin vào đây, Jason sẽ lấy một cái tay ấn cái đầu bên đây của cái motor lại, bởi vì Jason muốn đảm bảo là cái bánh răng của cái motor nó sẽ dính chặt vào cái bánh răng của cái vòng ring ở trên đây, trên cái lens của Jason, và Jason chỉ còn khóa chặt nó lại thôi. Trong những trường hợp mà các bạn muốn setup một người đứng follow focus như thế này và cái người còn lại bên kia đang upgrade camera, đang xách cái camera chạy vòng vòng, thì nó cũng rất là hợp lý. Về cái phần thiết kế của nó thì rất là nhỏ gọn. Đây là cái cục motor của nó bằng khoảng một con mắt của Jason. Và còn đây là cái cục follow focus của nó. Toàn bộ cái body của thiết bị được làm từ kim loại nhôm, nhìn rất là xịn sò. Đừng thấy nó nhỏ như vậy mà các bạn nghĩ là nó yếu nha. Cục motor này rất là khỏe, có thể kiểm soát và xoay được cả cái zoom lens luôn. Còn cái cục control wheel này thì cầm vừa ngón tay. Nhưng mà những bạn nào tay to thì Jason nghĩ là cái này nó hơi nhỏ. Cái phần này được làm từ rubber, đó là nhựa dẻo, và cái texture của nó rờ vào cũng khá là mịn. Và nó đảm bảo là trong quá trình bắt nét của các bạn sẽ không bị giục tay.
Khi mua sản phẩm, công ty họ sẽ ship cho các bạn đến hai cái set pin lận. Để sạc cái pin của cái motor ấy, thì các bạn có một cái dock sạc rời. Nhưng để sạc cái cục focus wheel này thì các bạn phải sử dụng một sợi dây micro USB cắm vào sạc trực tiếp ở trong đây luôn. Còn mỗi lần mà các bạn muốn sạc pin của cái motor ấy, là các bạn phải tháo nó ra. Cái cách tháo nó ra nó hơi bất tiện một chút xíu, hơi khó khăn một chút xíu. Nhiều khi tay của Jason khô quá hay là bị ướt quá, Jason không tài nào mà tháo cái cục pin này ra được. Jason phải lấy cái cây nhíp để mà kẹp nó ra. Yeah, đây là một cái điểm trừ, một cái phần khá là bất tiện. Thì cái cục pin của cái motor nó là như thế này, các bạn sẽ cắm vào cái dock sạc để mà sạc thôi. Khi các bạn mua sản phẩm, công ty sẽ gửi cho các bạn tới 2 set pin cho cái motor lận. Nhưng mà với trải nghiệm của Jason thì Jason đã đem cái bộ này on set và follow cả ngày luôn, nó cũng không hết một cục nữa. Khá là ổn, khá là tốt. Ở bên hông của cái motor các bạn sẽ có một cái nút, mà cái nút này nó là cái nút calibration reset. Khi mà các bạn ấn giữ cái nút này, cái vòng xoay này nó sẽ chạy và nó cân cái lens của các bạn, coi cái vòng focus nó là bao nhiêu, rộng bao nhiêu, đường kính bao nhiêu. Còn ở trên cái control wheel các bạn cũng sẽ thấy một cái nút y chang như vậy, nhưng cái nút này trên cái control wheel nó lại có chức năng là on off, nhấn giữ để mà mở cái này lên và nhấn giữ để mà tắt nó đi. Ở trên cái motor các bạn sẽ không tìm thấy nút on off, bởi vì cái cách duy nhất để mà tắt cái motor đi đó là tháo cục pin rời khỏi cái motor. Nói về những cái phần khóa để mà đảm bảo là cái motor nó gắn chặt vào cái lens ấy, thì Jason phải nói là ở trên một số bộ follow focus Jason đã từng trải nghiệm rồi, thì khi mà Jason dù có dặn cứng đến cách mấy thì sau một vài cái shot quay của Jason thì tự động cái motor nó sẽ rời khỏi, nó tách khỏi cái lens của Jason. Nhưng chuyện đó không xảy ra ở trên cái bộ follow focus của PD Movie này. Khi mà Jason khóa chặt lại, Jason có sử dụng hay là có quay cả ngày đi nữa thì cái motor này nó sẽ không rời ra khỏi cái lens của Jason. Khá là tốt, Jason phải khen về cái điểm đó. Còn cái control wheel này thì bây giờ lại tới một cái điểm trừ khác ở trên cái follow focus này mà Jason cảm giác nó không hẳn là một cái điểm trừ, chỉ là bản thân Jason cảm giác nó hơi bất tiện trong một số trường hợp và một số setup. Cái cách duy nhất mà để các bạn gắn cái control wheel này lên trên một cái setup đó là bắt buộc phải sử dụng một cái ống 15mm như thế này. Ngoài ra nó không có một cái cách thức khác để mà các bạn có thể setup nó lên bằng cách sử dụng những con ốc hay là cái gì đó. Thì đôi khi Jason cảm giác nó khá là bất tiện, và cái hướng để mà các bạn gắn cái control wheel này nó cũng hơi bị giới hạn, là Jason chỉ có thể gắn nó như thế này. Nếu Jason muốn gắn nó xoay ngang qua như thế này á, thì Jason lại phải kiếm thêm những cái accessory khác nữa để chuyển cái ống 15 này của Jason cho nó chạy ngang bên đây thì Jason mới có thể gắn được control wheel này lên trên cái handheld monitor của Jason. Ở đây Jason có một cái màn hình, và khi mà Jason vào vai trò đó là focus assistant, Jason chỉ cần cầm cái handheld monitor với lại cái control wheel này đứng ở một cái vị trí nào đó sau lưng cái người cameraman, hay là đứng xa ra núp ở một góc nào đó cũng được, bởi vì cái kết nối giữa cái control wheel với lại cái motor ở trên đây khá là xa. Để khởi động nó, Jason bấm giữ nút on off ở trên đây. Ngoài ra có một tip nho nhỏ mà Jason muốn chia sẻ với các bạn, đó là khi mà các bạn cắm sạc cái control wheel này thì sau khi mà sạc xong rồi, các bạn rút cái sợi dây micro USB ra khỏi cái control wheel thì các bạn hãy nhớ là bấm tắt nó nếu như mà các bạn không sử dụng ngay lập tức. Bởi vì cứ mỗi lần Jason cắm sạc cái control wheel này và sau khi sạc xong Jason rút cái sợi dây micro USB ra, cái control wheel của Jason vẫn tiếp tục hoạt động, mà Jason không biết, Jason không nhận ra đến khi mà Jason on set, Jason cần sử dụng cái bộ wireless focus này thì Jason móc ra nó lại hết pin. Đó là một cái tip nhỏ nhỏ, và Jason nghĩ là khi công ty mà họ có những cái bản firmware update mới cho cái bộ wireless follow focus này thì Jason nghĩ là họ nên để ý cái chuyện đó. Sau khi setup xong mọi thứ, cái việc đầu tiên các bạn muốn làm đó là bấm và giữ nút calibration ở trên cái motor. Các bạn sẽ ấn giữ chặt nó 3 giây và tự động cái motor nó sẽ xoay để mà nó calibrate, nó cân cái lens của các bạn. Sau khi nó cân xong thì ngay bây giờ cái remote và cái motor đã kết nối với nhau và hoạt động perfectly. Bởi vì mỗi cái lens sẽ có những cái vòng focus nó di chuyển xa hay gần nó khác nhau. Có những cái lens các bạn chỉ cần xoay nhẹ một chút xíu thôi là cái cự ly focus nó đã thay đổi rất là nhiều. Và có những cái lens nó ngược lại như vậy. Cho nên cái cách tốt nhất cho cái follow focus này nó hoạt động perfect ở trên từng cái lens đó là các bạn sẽ muốn kéo nó hết về cái điểm focus gần nhất. Bấm một lần ở trên đây để set up keyframe điểm A và quay trở về
cái điểm focus xa nhất, bấm thêm một cái nữa để nó set up cái điểm bơi. Cái cự ly di chuyển của cái motor nó chỉ nằm ở trong cái khoảng A và bơi thôi, chứ nó không di chuyển xa hơn như vậy. Thì ngoài cái setup two-man shooting như thế này, còn một cái setup khác các bạn có thể sử dụng cái bộ wireless follow focus này, đó là on-camera follow focus, đặc biệt dành cho những trường hợp one-man shooting, có nghĩa là một người, một máy, vừa đóng vai trò là camera operation, canh frame, canh khung hình, mọi thứ, và đóng luôn vai trò đó là focus assistant, có nghĩa là một mình anh cân hết. Vẫn cái setup như thế này, Jason sẽ gắn thêm một cái monitor lên trên đây. Và Jason tháo cái control wheel này ra. Jason sẽ gắn cái control wheel này trực tiếp lên trên cái setup camera của Jason luôn. Đây là một cái setup cho one man shooting, cũng khá là nhỏ gọn. Thường thì Jason sẽ setup cái control wheel nó nằm ở bên tay trái của Jason, bởi vì tay phải của Jason lúc nào cũng phải giữ cái camera rồi, và cái tay trái của Jason control để mà follow focus. Bởi vì nó khá là nhỏ cho nên trong những cái setup one man shooting như thế này, Jason có thể bắt nét hay là follow focus chỉ với một ngón tay thôi. Về cái phần connection giữa cái control wheel với lại cái motor thì khá là tốt. Trong suốt quá trình mà Jason sử dụng nó, chưa bao giờ Jason bị ngắt kết nối, trừ những trường hợp Jason phải đi quá xa hay là Jason phải đi vệ sinh mà Jason quên và xách theo luôn cả cái remote control. Đi xa quá thì bắt buộc nó phải ngắt kết nối rồi. Ok, và bây giờ là kết luận của Jason cho cái bộ Follow Focus Live Air 2 đến từ công ty PD Movie này. Rất là đáng sử dụng, kết nối tốt nè, cái setup rất là đơn giản. Các bạn có thể dễ dàng mang nó hay là đóng gói nó vào trong những cái ba lô hay là những cái case mà các bạn đem đến cái set quay của mình. Jason đánh giá đây là một cái bộ sản phẩm tốt, và không chỉ cho những bạn professional mà những bạn beginner mới bước chân vào lĩnh vực này, các bạn cũng có thể mua cái bộ này về để mà trải nghiệm và tập làm quen bắt nét tay của các bạn. Trong filmmaking, 90% những cái shot quay mà các bạn sử dụng đều nên là manual focus, bắt nét tay, bởi vì đó là cái cách mà các bạn kiểm soát tốt nhất cái việc bắt nét chủ thể ở trong khung hình của các bạn. Alright, Jason hy vọng là cái video này sẽ giúp ích cho những bạn filmmaker hay là videographer đang tìm kiếm cho mình một bộ follow focus. Jason highly recommend cái bộ sản phẩm này đến từ công ty PD Movie, model của nó là Live Air 2. Cảm ơn công ty đã gửi cho Jason bộ sản phẩm này để trải nghiệm cũng như là giới thiệu đến những người khán giả của Jason. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu cảm thấy hay, ấn like bên dưới. Đừng quên subscribe hay là đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của Jason nhé. Và Jason sẽ gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Peace. Trời ơi, ở đâu ra sáng sớm mà mũi dã man vậy? Oh my god, mình phải di chuyển khỏi chỗ này thôi. Oh my god, có mũi kìa. Đứng đây chút xíu nữa, nó chích là sốt sốt huyết liền. Please, leave me alone. I need to shoot a video. Bye bye. Oh my god. Máy bay kìa. Bye. Alright, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.